không? Chuyện chưa kể, một ngày hoán đổi ba mẹ. Với cặp đôi em út Bình Na, quá nhiều sự đáng yêu trong thử thách lớn khôn mùa 2 thì không thể nào bỏ qua một thử thách có 102 của chương trình. Đó chính là một ngày hoán đổi ba mẹ. Cô Bình hơi e dè, khó tính, liệu có đồng ý không ta? Hay Bona, cô bé giỏi hơn, sẽ làm con ba Fabo, mẹ Ni ra sao? Chắc hẳn sẽ có nhiều người ngóng chờ lắm đây. Bạn này là Sti gì đó? Đúng rồi, Sti Gosharat, còn bạn này là O gì? Chính xác đó. O gì? O gì? Alosharat. Trời hay quá. Quá siêu luôn. Rồi, có bên. Thế còn cái bạn mà... Cái bạn này là gọi là bạn gì con biết không? Hello. Tới rồi. Mày đọc cửa đâu? Mình đi ra nè. Hello anh. Con Thanh Tây con chào cô chú nào. Bin, Thanh Tây chào cô chú. Chào cô chú. Chào em Bona. Bona à, chú Fabo ạ, con đi nào. Hello anh. Em bé xinh quá. Ôi ôi. Có Bin. Em Bona cho con cái gì kìa. Cái này là quảng viên. Em Bona cầm lên. Rồi bây giờ con có cái gì tặng em Bona không? Đâu rồi, cái gì cũng của con rồi. Đâu rồi? Con có cái gì tặng em Bona đâu? Rồi, đi ra vào lấy nhanh nào. Rồi ta. Nhanh nào. Ủa ba mới thấy đây mà. Ê kia kia kia. Hello. Trời ơi. Con nói với em. Con nói với em. Tặng con em lên. Tặng em. Bona cảm ơn chưa? Đi. À anh, Bona có thích không con? À anh. Con phải quay qua anh này ngoài với con đang háo hức đang dễ thương ghê. Bona. À chú. À chú. Rồi giỏi. À cô. À cô kìa mẹ. À. À cô. Mẹ đi. Lên. À cô. À cô. À, chào con. Rồi à, giỏi Bình. Quá. À anh Bình. À. À anh Bình. Giỏi. Giỏi này anh dậy sớm lắm á. Anh với chị nấu hả? Anh về sớm đi, anh đi mua. Anh với chị căn cơm tấm hả? Có luôn. Sao? Cho em, con có thể cho em mượn cái này được không? Con chơi với anh nhé, con không được đồ như vậy đâu. Bữa nay nha. Ờ, đưa đi cho đứa. Ờ, quá. Ơ, vừa lúc nãy anh còn tặng quà cho em mà. Đây đĩa cục đồng khác. À, đĩa khác sẽ là cho em. Con ôi cục con đợi một xíu nha. Thì sẽ chi vậy? Chi vậy? À trời ơi, anh lấy con mà anh thích nhất luôn rồi là con Bona. 10 điểm cho anh cơ Bin. À anh. Con là anh đi. À anh. Con là anh đi. Con là anh. Con này hay lắm Bona. Bona. Con nhấn xuống, con để vậy nè. Con nhấn xuống. Cảm ơn anh. Nhưng mà khoan đã, con này con anh vừa cho con đấy, bây giờ con phải cảm ơn anh đi. À anh đi. À anh đi. Đúng rồi. Giỏi quá vậy ta. Có ăn bún hay là ăn cơm? Ăn cơm. Ăn cơm mà ăn chung với anh Bình nha. Ok. Dạ. Để cô đi lấy đồ xách ra cho con nha. Con ngồi đây. Con ngồi đây. Con đang ngồi mà. Ăn cơm ăn cơm. Có ăn trứng đúng không? Dạ, có trứng đây ạ. Bình ăn trứng không Bình? Đây đây rồi, đây nè. Có trứng rồi. Khủng Long ơi, Khủng Long tạm thời qua đây nha. Khủng Long ngồi đây nha. Dạ, em mời anh chị ạ. Hello, mời Bình nhé. Em mời anh chị ạ, anh ăn đi anh. Anh gì em? Đây là anh. Mời ai nữa? Cô gì? Mời cô gì? Cô chú. Cô chú ăn. Mời em Bona ăn. Ừ, em Bona. Giỏi mà, Bona thử bắt trước ạ. Bình nói thử coi, con mời ba mẹ. Mời cô chú. Ôi sorry anh. Chơi quá giỏi. Mời anh Bin. Anh Bin. Anh Bin. Anh Bin. Giỏi. Giỏi. Nhiều quá trời ơi. Ngon con. Mẹ đi. Mẹ đi cho Bin trả. Mẹ đi cho Bin trả người lớn đi. Đây thì cho con làm người lớn. Đây con tự ăn nha. Bữa dắt Bin đi kawaii.
Xong rồi bạn nhân viên chạy ra nói trời em Mona em bữa mới nhắc anh Bình quá trời. Em nhân viên ở trong đó chạy ra nói vậy. Mà chỉ có nhớ mỗi anh Bình mới ghê. Mỗi anh Bình là nhớ mặt mấy chị kia nhưng mà không nhớ tên. Rồi tên Bình thì lại nhớ tên. Ơi, mình có một nhiệm vụ từ chương trình ạ, mời anh chị có nhận. Nhiệm vụ gì vậy? Trời ơi. Mỗi lần nghe chương trình có nhiệm vụ. Đúng rồi. Tưởng hôm nay hai gia đình được đi chơi, đi ăn, đi uống nha. Mặt Bona. Đây. Chào mừng gia đình bé Bona và Corbin đến với tập ngoại truyện của thử thách lớn không mùa 2. Hôm nay hai gia đình sẽ nhận được một nhiệm vụ đặc biệt. Hoán đổi bố mẹ cho nhau. Hoán đổi bố mẹ. Gia đình của mình có con trai, gia đình của Hưng có con gái. Xong rồi khi mà trao đổi nhau vậy á thì mỗi gia đình đều được có một cái trải nghiệm là nếu mình có con gái như thế nào, nếu mình có con trai như thế nào. Tại vì mình hai vợ chồng mình cũng thích, rất là thích con gái. Thích lắm á. Ba Bubble và mẹ Vân Tini sẽ chăm sóc cho bé Bona. Ba Phí Ngọc Hưng và mẹ Trương Mỹ Nhân sẽ chăm sóc cho bé Corbin. Hai gia đình mới được thành lập này sẽ cùng nhau tham gia vào ba thử thách của chương trình. Ba thử thách chương trình. Các vị có nghe rõ thử thách không? Rồi, thử thách đầu tiên là bé đồng ý. Yes sir. Hai gia đình mới sẽ cùng với bé và nhận được những hành động đáng yêu của bé như là đập tay, cái ôm, cái hôn thì xem như là thành công. Thử thách thứ hai là bữa trưa yêu thích. Hai gia đình mới sẽ phải tìm hiểu sở thích ăn uống, thói quen và cùng nhau nấu bữa trưa. Bé ăn vui vẻ cùng với gia đình thì xem là thành công. Có nghĩa là mình phải tìm hiểu xem bé như kiểu bé Bona thích ăn gì và bé Corbin thích ăn gì. Xong rồi, rồi chuẩn bị cho bé ăn, nếu mà bé ăn vui vẻ thì thành công. À. Thử thách thứ ba là giấc mơ trưa. Hai gia đình mới có thể dỗ bé ngủ trưa thì xem như là thử thách thành công. Thử thách thứ tư là gửi hai bé cho chương trình, hai gia đình đi chơi với nhau. Lên chưa? Nhưng trước hết ba mẹ hãy thuyết phục Bona và Corbin đồng ý hoán đổi bố mẹ đã. Chúc hai gia đình mới sẽ có thật nhiều niềm vui và thành công vượt qua thử thách. Nào bây giờ cùng bắt đầu thôi, Bình quay qua. Thử thách lớn không? Bình ơi, thử thách. Bữa giờ mình đi học á, mình vô trường á, đi vòng hỏi cô nha, đi ra chơi hỏi cô, hỏi bạn á. Cô có coi thử thách lớn khôn chưa cô? Bạn coi thử thách lớn khôn chưa bạn? Khi những cái buổi ghi hình trước ấy, Hưng với Nhân gần như là khó tiếp cận được cô Bình lắm. Cô Bình là một người kiểu như là sợ người lạ nhờ. Không biết hôm nay sẽ trải qua một ngày như thế nào với cô Bình đây. Cô Bình, ngày hôm nay á là thử thách là ở bên chương trình thử thách lớn khôn. Có một cái thử thách cho con là sẽ hoán đổi bố mẹ. Con sẽ về nhà chú Phí Ngọc Hân và cô Trương Mỹ Nhân chơi. Chiều mẹ sẽ qua đó một xíu, mẹ sẽ đón. Thế con có đồng ý không? Wow, vậy là bây giờ con đồng ý thì con qua con hôn chú một cái, cô một cái. Dạ sao giờ mình nói thử thách dễ quá vậy, không được. Quá bất ổn rồi, rồi mẹ đi ơi. Đọc chuyện trước đi. Không. Sao vậy? Ủa nãy cô chú đọc chuyện hay lắm mà. Chuyện gì? Sao trốn luôn rồi? Bây giờ cái chuyện đó mình để sau đi. Bây giờ mình đọc chuyện với nhau được không ạ? Dạ không. Mà sao vậy con? Con muốn gì? Bây giờ con muốn gì con nói với cô đi. Con muốn ba mẹ. Muốn ba mẹ. Muốn ba mẹ. Thôi đi qua đây mẹ nói nghe nè. Em bé qua đây bình tĩnh lại. Ủa sao không? Nãy giờ ăn ngon quá trời. Không, này. Con chỉ muốn ba mẹ thôi. Bây giờ mẹ nói cho Bình nghe nè. Cô Bình bình tĩnh lại chưa? Mẹ muốn nói chuyện xíu được không? Được không? Cái này chỉ là chương trình thôi. Một xíu thôi à. Một xíu thôi là mẹ sẽ quay lại. Con biết không? Em Bona cũng ở lại với ba mẹ nè. Em Bona cũng đâu được gặp ba mẹ của Bona đâu. Ba mẹ Bona thì sẽ dắt con về. Bona thì sẽ ở đây. Mà một xíu dậy, ngủ trưa dậy là mẹ sẽ xuất hiện ở nhà Bona để đón con rồi. Con thấy sao? Con bình tĩnh đi, con đừng khóc nha. Khóc mẹ thương lắm. Mẹ đi ra giường chơi cho bì là con muốn đem theo cái gì? Bây giờ mẹ cho con soạn quả chuối. Soạn quả chuối hả? Sao cho mẹ ăn? Ơ được, con muốn đem theo quả chuối để con ăn đúng không? Em sẽ không biết được buổi trưa, buổi chiều hay mấy tiếng là cái thời gian là nó ngắn dài như thế nào. Mẹ đi cứ nói một xíu xíu. Mẹ đón con là cô Bình sẽ cảm thấy yên tâm. Vậy bây giờ con có đồng ý chưa? Con có đồng ý thử thách này không?
Đây là thử thách lớn khôn mà. Đâu cô Bền, bây giờ cô Bền qua cô Bền high five với cô chú đi. Cô Bền giỏi quá. Bona lại đi chơi, một lát nữa cô chú sẽ chở Bona về nhà, con đồng ý không? Có nhiều đồ chơi lắm á nha. Chơi lắm. Hôn mẹ mà. Thế còn ba thì sao? Mà. Ba thương Mona cả. Bye bye Mona. Rồi Mona qua đây. Qua đây thì bye bye. Mona bye bye ba mẹ đi. Bye bye ba mẹ đi. Tay đâu? Chung là Mona rất là dễ theo người khác và cái gì vui, hấp dẫn và chỉ cần sữa cho con thôi là con có thể đi theo được hết. Ni thì Ni đoán là mình có thể chơi được với Bona, tại vì Ni cũng có nghe thông tin là trộm vía em rất là hòa đồng, rất là dễ chịu á. Chuyên gia tới đây. Thử thách mới mà chương trình đưa ra chỉ dành riêng cho hai em bé của chúng ta đó chính là một ngày hoán đổi ba mẹ. Với những cái nét đặc trưng tính cách mà chúng ta đã được quan sát từ đầu đến giờ, cũng như là từ những cái chia sẻ của chính ba mẹ của các bé đã nói về các con của mình, thì liệu em bé Bona của chúng ta là một em bé có vẻ như là một em bé rất là hào hứng với những trải nghiệm mới, và có lẽ là con cũng chưa hiểu lắm về những cái hoạt động hay là những cái thử thách mới mà chương trình đưa ra, hay là em bé Cô Bình nhà chúng ta thì theo như lời nhận xét của ba mẹ là con khá là nhút nhát với người lạ và con cũng có một chút khó tính nữa. Các em bé của chúng ta sẽ đối diện với sự thay đổi này như thế nào? Nào, cùng quan sát nhé. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Nhà của cô Nhân với lại chú Hưng á, gần nhà của cô Bình lắm. Bye bye con. Ok, mình đi thôi. Mai mốt chúng ta qua nhà nhau chơi nhé. Rủ quên Mona qua nhà chơi ha. Con giới thiệu bản thân đi. Con giới thiệu bản thân với cô chú đi. Hai ba. Con là cô Bình đáng yêu. Con thích khủng long. Con thích ăn nhau màu xanh. Rồi con thích gì nữa? Có là con không thích. Là con cũng không thích hả? Cáo cô Bình không thích. Cái cô Bình không thích hả? Cái cô Bình không thích là gì? Cáo. Cháo. Cháo hả? Cháo. Cô Bình không thích cháo. À, là chỉ có món đó là cô Bình không thích thôi đúng không? Không thích ăn cháo, cô Nhân cũng không thích ăn cháo. Thế là hai cô cháu mình có sở thích giống nhau rồi nha. Nhà cô Nhân có đẹp không? Nhà cô Nhân có đẹp không hả? Nhà cô Nhân không đẹp bằng nhà của cô Bình, nhưng mà cũng ở được, cho nên là cô Bình yên tâm nha. Yeah. Rồi. Cô Bình có đi xuống không? Đây, để cô Nhân ẵm cô Bình xuống nha. Wow, xuất sắc luôn á, con trai xuất sắc luôn á. Rồi, giỏi quá, rồi con cứ để đó. Rồi, ở đây. Muốn ăn cam à? Con muốn ăn cam hả? Ok, vậy cô gọt cam cho con liền nha. Dạ, cam của quý khách đây ạ. À, quý khách có hài lòng với dịch vụ này không? Quý khách trả lời tôi biết nào. Ngon ạ. Trời ơi, nhiều hết. Ê. Mở đầu chuyến phiêu lưu đến với ngôi nhà mới của cô Bình có vẻ thuận lợi rồi đây. Cẩn thận nào. Ngon không ạ? U là ngon quá, nhưng mà mình phải chừa bụng để mình ăn cơm nữa chú. À, cô Nhân nướng sườn cho con ăn để con không kịp giờ. Cô Bình mang gì mà nhiều vậy ta? Nhiều đồ chơi vậy ta? Thử xem nào. Con thấy ở đây vui không? Vui. Hay là chuyển sang đây ở luôn không? Hay là xin bố mẹ chuyển, xin ba mẹ chuyển sang đây ở luôn đi. Được không, không cô Bình? Chịu không? Chịu không? Hay một tuần qua một lần cũng được nhá. Không qua cùng vui. Ủa, một tuần qua một lần cũng được, đâu cần ở đây đâu. Tại vì mình còn ba mẹ của mình nữa mà, đúng không ạ? Đây là cái giá vẽ. Biết để làm gì không? Để vẽ tranh đây. Đây. Để bỏ cái này lên. Rồi. Xịn chưa? Cái này á, mình vẽ tranh thiệt là đẹp không, rồi mình tặng cho mẹ Ni và ba pha bồ nha. Được không? Đập tay một cái nào. Đập tay, rồi đập tay cô Nhân một cái đi. Đúng rồi. À đúng rồi, bây giờ mình phải thơm vào má một cái. À đúng rồi. Đúng không? Bây giờ trước khi mình vẽ thì hôn cô Nhân đi, cô Nhân có công mà. Đấy, mua này cho cô Bình mà hôn miếng đi. Hôn một miếng nào. Không chúng một miếng nữa. Rất xinh rồi. Wow. Rồi.
rồi. Ơ, cho em tấm hình nha. Đây. Không lại đi, cho Du Nhân chụp tấm hình. Nào, cả ba mình chụp tấm hình đi. Cô Bình không hổ danh là cậu bé ấm áp tình cảm mà. Làm phiền con Bình nữa, thì bây giờ mình sẽ chơi nha. Đây là món quà đầu tiên đúng không? Hồi đó Nhi có tặng quà cho ba mẹ chưa? Không. Chưa dạ mà. Chưa hả? Không. Vậy đây là món quà đầu tiên rồi đó. Chú thấy mảng này vẫn còn trống này, mấy cái mảng này vẫn trống này, mình vẽ. Ừ, màu đen đó, màu đen phải vẽ cẩn thận ít thôi ba. Màu đen lấy ít thôi, màu đen lấy nhiều là mình. Rồi, ok. Hôm nay mình đạp chim đại bàng. Có một chim đại bàng. Hả? Đây là chim đại bàng cất cánh hả? Chim đại bàng có một cái cánh. Ồ, cái một cái cánh hả? À, đây là chim đại bàng chỉ có một cái cánh mà đúng không? Cái một cái cánh còn lại ở đâu? Có ý nghĩa hết đó nữa, nghĩ người ta quạt quạt lùm lum nha, có ý nghĩa hết đó. Có bị ăn, có bình tô vào đây đi. Đây đây là chị cho con sư tử ăn. Cho con sư tử ăn đó. Nói là vẽ con sư tử nhưng mà hồi ra thành miếng thịt cho con sư tử ăn luôn. Quá trời xuất sắc rồi. Nó lại chấm vào màu đen. Đừng chấm vào màu đen nữa. Cô Bình vẽ tranh vui thế, còn em Bona thì sao rồi nhỉ? À, thì ra Bona cũng đang chơi gì đó. Không biết bạn này là bạn gì không? Bạn gì con? Chú chủ. Quá giỏi. Còn bạn này? Bạn con bạn này? Bạn kiên cắn. Kiên cắn. Giỏi dễ thương quá vậy. Quá giỏi luôn. Rồi bây giờ xong rồi, mình để qua con biết đây là chiếc gì không? Xe gì biết không? Xe chạy là giỏi rồi. Cô chú có quà cho con nha. Đi vào trong mình thay đồ mình làm công chúa được không? Mình hóa trang làm công chúa đi. Vậy ôm cái hôn con đi một cái nè. Hôn con đi một cái đi. Con đi mua đồ công chúa cho con nè. Rồi. Trông cưng dữ vậy. Đi qua đây. Trông cưng dữ vậy. Xin chào mọi người. Đây là công chúa Bona. Bona con thích dán móng tay không? Đây dán móng bà đi. Dán lên móng của chú nha. Được không? Được không nè. Con nhìn nè. Wow. Hình như là 1-2 ngày trước á, mẹ đi bắt đầu lên app á, xong rồi tìm mấy cái đồ chơi kiểu quá trang công chúa, xong rồi dán móng và làm tùm lum đây nè, còn dính con gái trên móng tay nè mọi người. Nói chung là tìm những cái gì mà để chơi con gái, mà cái cảm giác mà khi mà mọi người có con trai á, mà bây giờ mình mọi thứ nó lạ. Nó lạ lắm, giống như tự nhiên hôm nay á hả, thấy em vô thay đồ xong tự nhiên ra đứa con gái mặc mình cái đầm dễ thương, quá dễ thương luôn. Xong rồi mẹ Ni ngồi cột cái đầu y nhưng chang. Nhưng mà kiểu rất là thích, Ni thích con gái lắm. Ni mà có con gái là mỗi ngày sẽ là một kiểu tóc, mỗi ngày là một cái váy. Đây, rất đây là công chúa. Cái người mà cột tóc rất là chuyên nghiệp luôn. Nè nè, dán thử lên tay cho con nè. Được cái ngón tay con đây. Bona có vẻ thích thú với trò dán móng tay này lắm nha. Trời ơi, đẹp quá vậy. Bây giờ con hung cô Ni một cái, xong rồi hai cô cháu mình đi qua bên kia chơi vẽ. Đây nè, hung bên này. Bên này nữa Bona ơi. Rồi, cho tôi xin gái được không nè. Bên này luôn. Đã quá. Xíu. Sao mà tôi cứng như vậy? Sao con? Ba Hưng với lại mẹ Nhân nói là Bona rất là thích ăn trà bông. Đây, chuẩn bị sẵn trà bông cho Bona nha. Bông rất là đặc biệt nha. Hôm nay cô Ni sẽ đút cho Bona ăn nha. Con có thích không? Ngon à? Ngon không? Ngon á. Nè, Bona nói giống như hồi sáng nè. Con mời chú pha bồ. Con nói đi. Mời chú pha bồ. Mời cô Ni. Con ăn. Giỏi. Đây. Đợi chú nhìn cái mặt đây. Cái mặt sạch chưa? Đó. Rồi nè nha. Rồi mời Bona ăn mâm. Quá giỏi. Ngon con. Ngon không? Nhai đi, ăn ít thôi. Đây, cô Ni biết rồi. Cô Ni sẽ đem một bàn khủng long ra ăn chung với con nha, con chịu không? Rồi. Chơi ha. Bây giờ khủng long ngồi đây nha, ăn chung với em Bona nha. Đây, cô Ni lấy ít cơm thôi. Nè. Khủng long ơi. Đây
giờ nè, khủng long ăn trước nha. Măm măm. Khủng long hỏi là Mona có ăn chưa? Mona hả to miệng ra nào. Ấm. Ngon không? Mona hôm nay ăn cơm thiệt giỏi. Có một cái là Ni thấy trong bữa ăn á, mình nên tạo cái không khí nó thoải mái vui vẻ, ăn cùng với con và trò chuyện, nói chuyện. Không được. Con ơi, mình phải vừa ăn vừa uống sữa đi. Ăn hết một phân nửa này thôi, xong cô Ni cho uống một phân nửa sữa. Okay. Con đồng ý không? Đồng ý không? High five với cô Ni cái coi. Hai tay luôn, hai tay luôn. Mạnh lên, mạnh nữa. Ây da, mạnh nữa. Ây da, hay quá. Mona quá giỏi luôn á Mona. Nè, nè. Nè. Rồi, hạ miệng to ra chúng vào bầu đút con nè. Đây đây, kê, đúng, bên đúng, này, đúng, bên này nè. Hay quá. Ăn xong chưa vậy ta? Làm lại coi. Đúng rồi, cái thử thách chương trình là em bé phải ăn trong hạnh phúc. Đó, thành công. Con no chưa? No. Con no ở đâu đâu, con chỉ con đi coi coi. Chính xác, vậy là đúng rồi đó. Ăn cơm được chưa ta? Chưa. Dạ chưa hả? Để dạ. Họ xem Covid mấy. Nhưng mà cơm có rồi, bây giờ mình vẽ 5 phút nữa thôi, xong rồi mình ăn cơm. Bên này nữa. Xà phòng. Đúng rồi, xà phòng, sạch rồi. Xà phòng. Rồi, ngồi xuống. Ngồi đây, mình ngồi đây. Ăn thử cho cô Nhân nấu có ok không nhá. U là. Nè, thịt nè. Đúng rồi, bỏ thử miếng ra cho nấu ngon không? Trả lời ơi, ăn ngon không? Dạ ngon ạ. Ngon không ạ? À? Ngon chứ đúng không? Thế mốt cứ qua nhà cô Nhân cứ nướng sườn ăn nha. Một tuần qua một lần nhá. Một tuần qua là được ăn cơm sườn nướng. Đồng ý như vậy. Đập tay nào. Yeah. Tu Nhân nữa. Giỏi. Cô Bình ở nhà lúc đi quay chương trình về, xong cô Bình có nhớ đến em Buna không? Có nhớ tên em Buna không? Không nhớ, em quên mất à? Em Buna nhớ tên cô Bình đấy. Em Buna nhắc cô Bình suốt. Em Buna nhá, khi mà xem trên cô Bình trên TV nhá. Anh Bình. Nhưng mà anh Bình không nhớ Buna. Buna buồn luôn. Kỳ cục mất. Lần này thì cô Bình nhớ rồi. Lần này nhớ không? Nhớ lần chứ. Lần này hứa đi, hứa với nhau là sẽ nhớ nhau đi. Hứa nhá. Móc bé mà ngon út mà móc gì kỳ vậy? Ngon út đâu? Ngon út đâu? Ngon út của bạn đâu? Ngon út của bạn đâu? Ngon út mà. Hay là ngon út đây? Có phải đây ngon út không? Đây là đây ngon út đó. Ngon út đây nè. Đây là ngon út nè. Móc quế với nhau đi. Móc quế với nhau là nhớ nhau đi. No. Tôi cần một cái ngon út của bạn. Đồng ý không? Yeah. Móc quế không? Không dụ được cái ngon út bạn đâu. Bạn nhớ ăn canh mà nhé bạn nhá. Bạn nhớ ăn cả và... Tôi đã thắng rồi. Đồ, tôi đã móc méo được với bạn rồi. Tôi nhanh lắm bạn ơi. Theo thông tin được biết thì 12 rưỡi là ngày là giờ ngủ trưa của cô Bình đúng không? Thì bây giờ mình ăn đi xong rồi mình vào mình đọc truyện xong mình đi ngủ nhá. Đồng ý không cô Bình? Cô Nhân đọc truyện hơi bị truyền cảm đó. Cô Nhân đọc truyện hay lắm. Anh cô Bình ăn giỏi nha. Em Bona đi ngủ trước đây. Con muốn ngủ với mẹ hả? Nhưng mà ngủ với cô Ni kể chuyện hay lắm á. Con có muốn không? Thì bây giờ chưa có ngủ đâu, mình nằm mình đọc chuyện nhau thôi. Nha. Đứng lên. Ok. Yes sir. Trái cây. Bóng trái cây. Bong bóng á. Một bóng ngủ với con luôn á, đem quần cho con luôn, con chịu không? Tiếp theo nha. Xem TV nhiều, đầu mình sẽ bị mụ mị nè. Nghĩ mãi mà không ra. Apple, đúng rồi, cái táo đó. Bona với Co Bình á, là hai em bé cùng một cái trang lứa, cùng một cái độ tuổi á. Cho nên á, là Ni chỉ áp dụng hết tất cả những cái gì mà ở nhà Ni làm với Co Bình sao là Ni làm với Bona y hệt vậy.
Ôi ôi, mắt chớp chớp cưng không? Thôi, mở nhạc cho con nghe nha. Để xem nha. À, không được nhìn bên đây nha. Nhìn bên đây trước nè. Hai hình thang nhỏ với một hình thang to. Tớ biết bơi dưới nước. Đố bạn tớ là ai? Con đoán sẽ đáp quá. Ghê vậy. Bây giờ mình xem coi có đúng không nha. Một, hai, ba. Đúng rồi. Tớ là cá voi đây. Con Tiền thông minh quá. Bây giờ mình chơi tiếp nha. Thực ra đọc sách là nghề của mẹ Nhân rồi. Bởi vì hôm nào mẹ Nhân cũng đọc sách cho Bona nghe mà. Mình là một người ngoài ấy, mình không phải là trẻ con. Khi mà mình nằm cạnh mình nghe mẹ Nhân kể những câu chuyện hay là đọc những câu chuyện trong sách ấy, mình cũng cảm thấy rất là vui và cũng kiểu như là lắng tai nghe vào những câu chuyện đấy, xem mẹ Nhân đang nói gì và kể câu chuyện gì. Tớ mà bạn còn không đoán ra nữa thì tớ buồn lắm đấy. Tai hình tam giác nè, mặt u van, thân màu hồng kia của thịt. Đó là ai vậy? Bạn heo. Giỏi quá, tớ là bạn heo đây. Tớ ăn nhiều lắm á nha. Rồi, mình đi ngủ nha. Đi ngủ thôi. Chúc cô Bình ngủ ngon nha. Yêu cô Bình nhiều lắm. Cô Nhân hát cho cô Bình nghe nha. Bài gì? Bài khủng long. Bài khủng long, cô Nhân đâu biết hát bài khủng long đâu. Hát bài khác được không? Bài dinosaur. Thôi hát về gia đình nha. Không, hát về khủng long. Hát về khủng long làm gì có bài nào về khủng long. Hát về xe hơi. Xe hơi hả? Trời ơi, The Wheels on the Bus, được không? Không, hát xe hơi này. Hát với chiếc xe hơi này á? Ok, được luôn. Ta là chiếc xe hơi màu xanh, ta chạy bon 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 ngoài đường. Ta là chiếc xe hơi của cô Bình. Cô Bình ơi ngủ ngon nha. Không nghĩ đến cái chuyện là cô Bình ngủ chung với mình luôn á mọi người. Mình hạnh phúc kinh khủng khiếp. Mona ơi, dậy thôi con ơi. Trời ơi, con gái ơi, ngủ ngon quá vậy. Bé ơi, vậy thôi con ơi, đi nè, mình đi qua, mình về nhà, mình đi gặp ba mẹ, mình đi gặp anh Kho Bình nào con. Vậy thôi. Ôi ôi, xin chào, xin chào. Bong bóng ơi, Mona dậy rồi đây. Hello, đây bong bóng. Lấy cho con hả? Dậy. Cục cưng. Thường quá. Rồi, đi thôi. Bây giờ Bona đếm 1, 2, 3 đi. Cô Ni có một cái món quà bất ngờ cho Bona đó. Con phải đếm to lên nha. Chưa nha. 1 2 2 rồi tới 3 Tình. Bona thấy sao? Vui không? Thôi để đây cho Bona đi. Đó, để đây nha. Lát nữa Bona về Bona cầm lên nha. Bona vui, Bona hung một cái được không? Cô Ni nữa. Trời ơi, đã quá. Thương Bona lắm á. Bona ơi, nhìn cô Ni nè, hôm nay con thấy sao? Con thấy vui không? Vui. Ôi, dễ thương quá. Mình đi vô mình bất ngờ ba mẹ với anh Kho Bình nhé. Được không? Che cái coi. Đi từ từ thôi, nhẹ thôi. Ui. Ô, em chào anh chị. Em chào anh chị ạ. Tôi là
áo kìa. Quần áo ở đâu đấy con? Ôi, ở đâu đâu đi em ơi. Sư quậy đi đâu vậy? Cô bị trốn. Ở đâu tìm đâu mất tiêu rồi. Bố mẹ đi đâu rồi? Để đi kiếm con Bình nha. Ủa đâu rồi ta? Bố nào mày? Con Bình ơi, ra đi ôm mẹ một cái nào. Hôm nay con làm cái gì? Anh ôm em một cái. Bên này nữa. Bù Na ơi, thế còn ba mẹ thì sao? Ba mẹ miếng, nhớ Bù Na quá. Chạy lâu mình hả? Ông ba thì sao? Thơm miệng, thơm miệng. Xinh gái thế, ai cột tóc con xinh thế? Ừ, ai cột tóc con xinh thế? Pony. Pony hả? Hoang cực kỳ luôn. Dạ hả chị? Ăn rất giỏi luôn. Cô Bình ở đây cũng hoang lắm luôn, em không ngờ luôn á chị. Không, Bù Na mà ngoan á thì chị thấy á là bình thường, nhưng mà em dụ được Cô Bình là chị thấy rất là hay luôn. Ôi vậy hả chị? Ồ, rất là bất ngờ. Tại vì Bình là một cái em bé hơi khó tính một xíu, có nghĩa là không có dễ tiếp cận Bình. Có nghĩa là cái người đó phải là vừa ngọt ngào, vừa nhẹ nhàng, tinh tế. Hai cô chú quá là xịn vậy luôn. Là tinh tế và ngọt ngào, nhẹ nhàng đúng không? Mẹ Ni rất là bất ngờ luôn á. Không bao giờ nghĩ là hôm nay mà Bình qua mà Bình hợp tác đến như vậy. Cô Bình ơi, cô Bình, con tặng xanh đi, con tặng xanh cho ba mẹ đi mà con vẽ. Xanh của con đâu? Xanh đâu? Ôi trời ơi mẹ. Cái này xong rồi đúng không? Khoe với cô chú một tí được không? Khoe không? Mình khoe đi. Khoe đi. Đây. Qua quay qua quay quay qua chú. À. Trời đất ơi. Đây là bước chân của bạn. Của cô Bình. Thưởng cho bản thân mình đi cô Bình. Tự vỗ tay đi. Tự vỗ tay đi. Khủng long, hỏi bạn khủng long có đẹp không? Khủng long xem đẹp không? Xem nha. Wow, oh, no! Tại sao lại đen thua thế này? Oh no! Con nói sao, cái này là gì đệ? Bức tranh. Đây, đây. Trời ơi, cảm ơn nha, không mẹ cái coi. Đây, trời ơi. Ai ngờ chúng ta cũng là bạn với nhau được. Bắt tay. Bắt tay. Thì ra là vậy. Thế thôi, bây giờ bắt ba Pha Bồ với lại ba Hưng đi nấu ăn. Trời ơi, bây giờ hai anh em tôi nấu ăn đây. Anh không biết phải làm gì hết. Cái này thực ra là nước sốt mình làm sẵn. Sẵn rồi, đóng vô đây thôi. Mình bỏ vào đây thôi, chứ không phải là mình mua. Đây, nó đục từ từ rồi nè. Mềm rồi đấy. Không, mình đổ này vào thôi. Chuyên gia tới đây. Quả là một trải nghiệm vô cùng thú vị mà nếu như có lẽ không tham gia chương trình này thì các ba mẹ sẽ không bao giờ có thể có được cái trải nghiệm như thế này với các em bé nhà mình. Phụ huynh hãy nhớ rằng á, những em bé của chúng ta trong độ tuổi mầm non mẫu giáo thì các con sẽ rất là hứng thú với những trải nghiệm mới. Vì những trải nghiệm mới, vì những cách tương tác mới và con có những cái niềm vui mới và sự hào hứng mới mà con sẽ hợp tác hơn. Cái sự dạn dĩ, cái sự tự tin và kể cả cái sự thích nghi của các con nếu được đặt trong đúng những môi trường phù hợp với những sự hỗ trợ phù hợp thì các con sẽ có thể vượt ngoài sự mong đợi của chúng ta rất nhiều đó. Nhưng mà hôm nay Bù Na nhà anh chị ổn đúng không ạ? Ổn. Ăn uống này kia nghe lời không ạ? Thương lắm luôn á. Hôm nay cô bị ngồi bất ngờ kinh khủng. Trời. Ăn bất ngờ. Chị bất ngờ vì á Bình có một cái cô chú là cô chú mới, cổ làm được 3 tháng rồi nhưng mà cổ vẫn chưa tiếp cận được Bình, nghĩa là chưa cho vào trong giường chung đâu. Mà nãy mẹ Ni nghe là mẹ Nhân có thể vào nằm ngủ được với Bình là hơi bị bất ngờ. Ôm em luôn á. Quay qua nhìn ôm. Cảm ơn Bình. Bù Na hôm nay rất là ngoan. Bù Na ngoan lắm. Trời, anh nói thiệt nha, mẹ Ni giống như anh vô tại cái giường nó nhỏ quá, anh không có nằm cùng được, cho anh phải buộc đi ra để mẹ Ni nằm. Anh mới ra, anh cầm điện thoại lên chưa được 5 phút nữa là xong. Ngủ. Nằm khỏi bình thường nằm luôn. Nhưng mà trước đó là muốn mẹ hả? Anh mẹ đi, trước đó là nói muốn mẹ. À, con muốn ngủ với mẹ. Muốn mẹ. Nói vậy thôi chứ ngủ với ai cũng được. Nói vậy nhưng mà chậm bí em quá ha. Thường lắm á. Nhưng mà cảm ơn Bình hôm nay hợp tác nhé. Yêu lắm, yêu cực kỳ luôn á. Muốn đẻ em bé luôn mà.
Nãy chị cũng mới nói trời ơi nhìn Mona là muốn đẻ con gái liền á. Thôi em nhìn Bi là muốn đẻ con trai luôn. Hỏi Bi, Bi bảo Bi thích đẻ con trai, em bé. Bi nói Bi thích em bé là con trai. Ừ, đúng rồi. Tại vì có bạn chơi với Bin. Một ngày hoán đổi ba mẹ thật thú vị. Đây chắc hẳn sẽ là những kỷ niệm tuổi thơ thật đẹp đối với cô Bin, Bona. Và là một phần ký ức không thể quên của ba Fabo, mẹ Ni và ba Hưng, mẹ Nhân. Để đây khi nào các con lớn lên, hãy xem lại những điều thật đáng yêu này nhé. Đón xem tập 7, Thử thách lớn khôn mùa 2 sẽ được phát sóng vào lúc 19h30 thứ 6 ngày 6 tháng 1 năm 2023 trên kênh HTV7.